Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương nha các bạn. Hôm nay xin phép tất cả quý vị khán giả mình chia sẻ một câu chuyện về những người tập trung làm nhiệm vụ trong khu cách ly, một cái hình ảnh vô cùng xúc động. Nếu một ai đã từng xem qua hoặc là biết cái tin người thân đã ra đi vĩnh viễn nhưng những người làm nhiệm vụ trong khu cách ly họ không được về để tang dù chỉ một lần cuối cùng để đưa tiễn người thân đi về nơi vĩnh cửu, thì hôm nay khi trong tâm dịch Covid-19 bùng phát, nhiều người trong ngành y tế, quân đội, công an đã rời xa gia đình, hy sinh hạnh phúc riêng tư để bám trụ nơi tuyến đầu chống dịch. Thậm chí khi người thân qua đời vì nhiệm vụ chống dịch cần kiếp, cấp bách, họ đã không thể quay về nhà chịu tang. Vừa qua ngày 16 tháng 5 đã chia sẻ những hình ảnh nhói lòng về một trung sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, nén đau thương vì mẹ mất nhưng không về chịu tang được. Trước đó vào ngày 15 tháng 5, trung sĩ Phùng Minh Phục, công tác tiểu đoàn 1, trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, hay tin mẹ đột ngột qua đời. Do tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp nên anh đành nén đau thương ở lại khu cách ly để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Thật sự các bạn ơi, khi mà mình đọc qua cái bài viết này, mình đọc mấy lần đó, nhưng mà trong lòng của mình có những cái cảm xúc vô cùng dạt dào luôn các bạn. Biết được sự việc này, chỉ huy đơn vị đã chấp thuận cho trung sĩ Phục lập bàn thờ mẹ tại khu cách ly phòng chống dịch để anh và đồng đội bái vọng người đã khuất. Các bạn ạ, mình đọc qua cái bài viết này các bạn, mình đọc mấy lần rồi nhưng mà mình cảm thấy trong lòng mình nó vẫn còn nghẹn ngào đó các bạn. Thực sự chia buồn cùng với gia đình của bạn. Cảm ơn em, cảm ơn trung sĩ Phùng Minh Phục hy sinh bản thân mình để phục vụ cho mọi người. Thật sự mọi người rất là cảm động tấm lòng của em và chia sẻ những cái nỗi niềm đau của em. Mong em cố gắng vượt qua nỗi đau này. Nỗi đau mất mát lớn trong cuộc đời của mình là bậc sinh thành cha và mẹ hoặc những người thân trong gia đình ra đi mãi mãi không về. Đây là một việc làm hết sức là ý nghĩa để phục vụ mọi người trong khu cách ly, hy sinh bản thân mình, ngày đêm phục vụ. Đây là một cái tình cảm thiêng liêng, bậc sinh thành cha mẹ của mình. Tuy nhiên vì làm nhiệm vụ em phải hy sinh tất cả. Cầu chúc cho em thật nhiều sức khỏe vượt qua nỗi đau này. Trước đó vài ngày, khu cách ly tại trung đoàn 738 tiếp nhận 43 người nhập cảnh từ Mỹ. Trung sĩ Phục là một trong 5 chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây, trực tiếp tiếp xúc với 43 công nhân này. Hình ảnh trung sĩ Phùng Minh Phục chịu tang mẹ khi đang làm nhiệm vụ ở khu cách ly được đưa lên mạng xã hội và được cộng đồng mạng dâng trào cảm xúc. Thực sự là xúc động các bạn ơi, mình đọc đi đọc lại mấy lần nhưng mà mình vẫn còn nghẹn lòng đó các bạn. Thật sự là chia buồn cùng với gia đình. Nhiều người đã để lại những lời động viên kèm theo lời chúc sức khỏe, mong anh hoàn thành nhiệm vụ, sớm trở về nhà. Trong cái thời điểm tâm dịch mà các bạn, những người y bác sĩ, những người quân đội, công an và những người làm nhiệm vụ trong cái tuyến đầu chống dịch đó, họ có nhiều cái mà phải hy sinh riêng về bản thân của mình. Vừa qua cũng có một bài viết đầy cảm xúc của một nữ bác sĩ công tác tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Hà Nội, chia sẻ về câu chuyện đau lòng của một người đồng nghiệp. Thứ bảy, ngày thứ 10 cách ly, các bạn đã bao giờ nhìn thấy một bác sĩ vừa khóc, vừa khám bệnh cho bệnh nhân chưa? Thú thật với các bạn, đôi khi mình chia sẻ những cái thông tin này cho các bạn, mình cũng đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Tuy nhiên, trong lòng mình vẫn còn nghẹn ngào, một cái cảm xúc khó diễn tả được các bạn ơi. Đau đớn trong lòng vì đâu? Tôi của ngày hôm nay đấy, sáng, nhận được tin mẹ của một đồng nghiệp, một người em tại bệnh viện vừa qua đời đêm qua. Hiện, hai vợ chồng bạn ấy đều đang chống dịch tại bệnh viện, không thể về lo đám tang cho bà được. Nghĩ đến hai đứa trẻ được bố mẹ gửi về nhà ngoại trong để đi chống dịch, giờ bố mẹ vẫn chưa về, bà thì không còn nữa, các cháu sẽ bơ vơ thế nào, lòng trĩu nặng. Đang họp giao ban bệnh viện, nhận được tin một điều dưỡng bị một bệnh nhân Covid-19 lao vào phòng hành chánh khoa to tiếng, rồi bóp cổ vì bệnh nhân yêu cầu bạn ấy cung cấp số điện thoại của giám đốc bệnh viện và bạn ấy đang cố giải thích
là không có và chờ bạn ấy gọi điện thoại báo cáo lãnh đạo khoa. Nghĩ đến một nữ điều dưỡng nhỏ con nặng khoảng chừng 40 mấy cân, khi đó bệnh nhân bóp cổ mà nước mắt không kìm lại được cứ tuôn rơi. Lúc đó lại nhận được tin có một bệnh nhân COVID-19 có diễn biến, cần thăm khám luôn, vừa khóc vừa mặc quần áo phòng hộ chạy ra buồng bệnh nhân. Xử lý trong bệnh viện, quay lại thấy tất cả điều dưỡng lầm lũi để xe cơm đi phát cơm cho các bệnh nhân, cho cả người vừa bóp cổ đồng nghiệp của mình. Làm sao để vững vàng bước tiếp đây? Làm sao để trả lời được câu hỏi vì sao mình chọn công việc này? Gần một tháng qua, từ khi dịch COVID-19 bùng phát, nhiều người trong ngành y tế, quân đội, công an đã rời xa gia đình, người thân, hy sinh hạnh phúc riêng tư để bám trụ nơi tuyến đầu chống dịch. Không ít người đã kiệt sức, ngất xỉu sau cả ngày làm việc trong bộ đồ bảo hộ kín mít. Thậm chí khi người thân qua đời vì nhiệm vụ chống dịch cần kiếp, họ cũng không thể về để tang được. Những câu chuyện, những hình ảnh khiến nhiều người chúng ta trào nước mắt xúc động, vừa cảm phục vừa biết ơn. Các bạn thân mến, đôi khi trong cái nhiệm vụ cấp bách như vậy, những người thân, những người đang làm nhiệm vụ họ đã hy sinh tất cả cái bản thân mình, riêng tư mình để phục vụ cho bà con. Tuy nhiên những người đang làm nhiệm vụ như vậy họ phải làm hết sức mình. Còn những người bệnh nhân là những người đang bị nhiễm COVID-19, đáng lẽ ra họ phải thông cảm, họ phải chia sẻ và đồng thời họ có những cái hành xử rất là đẹp, rất là tốt để cho những người y bác sĩ, những người làm nhiệm vụ họ cảm thấy có một cái tinh thần. Và đôi khi có những lời lẽ hết sức là nặng nề, tuy nhiên những người phục vụ đành phải nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục công việc của mình, làm tròn nhiệm vụ. Các bạn đã thấy rồi đó, một em trung sĩ đã phục vụ nơi cách ly, hiện tại người thân là mẹ đã qua đời, tuy nhiên anh không được phép về để tang cho mẹ. Thì ở tại đó, những người chỉ huy tỉnh Long An, giám đốc khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 738 thuộc huyện Bến Lức, Long An đã tổ chức thăm hỏi động viên trung sĩ Phùng Minh Phục, tiểu đội trưởng đội 4, đại đội 2, Trung đoàn 738 khi hay tin mẹ qua đời, anh đang phục vụ trong khu cách ly. Hết sức là đau lòng các bạn ạ. Khi mà chia sẻ những câu chuyện này lên cộng đồng mạng, mọi người cảm thấy là vô cùng thương và cảm phục cho những người mà hy sinh tất cả bản thân mình để đi phục vụ cho bà con, những người đang trong khu cách ly. Họ là vậy đó, họ hy sinh tất cả. Những người y bác sĩ đành lòng gửi con mình cho những người thân khác và thậm chí là người thân của mình khi mẹ qua đời cũng không được phép về để tang. Các bạn thấy là đây là một trong những câu chuyện vô cùng xúc động mà chúng ta vô cùng ngưỡng mộ, cảm kích những cái tinh thần, những người mà đã hy sinh bản thân mình để phục vụ cho người khác. Đáng lẽ ra chúng ta cùng nhau hợp sức và cùng nhau thương yêu, nắm tay nhau đi một chặng đường khó khăn. Có những lời lẽ xúc phạm, có những hành vi tiêu cực, thay vì chúng ta hãy nắm tay nhau cùng động viên nhau để vượt qua những giai đoạn khó khăn chống dịch giặc COVID-19. Chúng ta luôn bảo vệ sức khỏe của mình và cho cộng đồng. Mong tất cả mọi người hãy thông cảm, chia sẻ, thấu hiểu những công việc mà những y bác sĩ, công an, những chiến sĩ ngày đêm phục vụ trong khu cách ly. Họ vì nhiệm vụ mà hy sinh cả bản thân mình, thì mọi người hãy hiểu và thông cảm cho họ. Hãy cầu chúc cho họ thật nhiều sức khỏe và vững tinh thần để cùng nhau bước tiếp trên chặng đường khó khăn sắp tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.